Mình vừa tới cái điểm câu rồi nha. Thì hôm nay mình câu điểm cũ thôi. Nước xuống rất là nhiều. Này, cái điểm cũ của mình là đây nha. Mình câu dưới chân cầu gãy sông Bé. Ok, bây giờ sẽ chặt xong xuôi hết rồi. Mình có mua, mình đào trùng không có, có mấy con trùng mà. Nên mình mua thêm một ít con dế nữa. Đó, mình sẽ cầu kiếm mấy con cá trạch về nuôi ha. Đây. Vàng vàng nè mọi người, cá bò nè, các bạn thấy rõ chưa? Đó, ăn dế luôn, cứ thả vô để giữ cho nó còn sống, bỏ vỏ nha. Mình có mang thêm cần nhỏ nữa nè. Cái cần này thì cắm câu nó dễ dính cá trạch hơn, trạch nó ăn trong sát bờ mà. Câu trùng không có nhiều cho nên để mấy cần kia mình câu dế nha. Okay, qua đây cắm ở đây nha. Cần nhỏ mình có cá ăn rồi các bạn. Để mình mang lại gần cho các bạn xem nha. Có cá cắn nè. Đâu rồi? Cá ăn rồi. Nó kéo ghì xuống rồi. Dạ lên nha. Wow. Chốt. Lên một con cá lăng hả? Cá lăng vàng hả? Các bạn. Ủa mấy con cá này còn khỏe kìa. Mình thấy không? Ok, mình bỏ vỏ luôn nha. Một em cá bò nữa, vàng chẹt luôn. Ôi con này sao nó vàng dữ vậy không biết. Bạn thấy không? Đẹp không? Nó vàng hoe luôn. Thế mình chuyển chỗ lên trên kia rồi. Nãy có hai bạn kia bạn ngồi câu, giờ bạn về rồi, giờ mình lên kia mình câu. Ở đây chật chội quá.
Xin chào mọi người, mình vừa qua cái chỗ cũ của mình khá là buồn. Mình hay ngồi đây câu mà mấy bạn cũng vô đây câu mà mấy bạn xả rác nhiều quá, áo mưa chai nước gì bao rồi. Cái khu này lúc mà mình chưa đăng cái video lên thì nó không có một cái bịch rác nào luôn, bây giờ thì nó rác cũng nhiều quá. Mấy mấy bạn đi câu vô thì ráng giữ vệ sinh giùm cái, tại vì ở đây nó chẳng có ai dọn hết á. Các bạn giục thì nó cứ nằm mãi đây à. Cá nó cắn rồi mọi người. Theo nguyên lý thì phải giật liền, nhưng mà mình thích để cho mọi người coi, cái mình coi nó cũng thú vị chứ. Lúc cá cắn mà ai không thích coi khúc đó. Mình để máy quay xong cái mình ra mình kéo nha. Khó quá, khó đẹp quá. Ok, mình ra mình kéo nha. Em cắt xác cá này thì về chắc là không không có sẽ không có nuôi được rồi, nhưng mà thịt con cá này chiên giòn ăn rất là ngon. Để mình bỏ nhỏ. Mình tiếp tục lên cá bò nha các bạn. Hôm nay nãy giờ câu được chắc 3 con cá bò rồi. Hôm nay cảm giác cá bò rất là nhiều. Câu dế mà nó ăn suốt à. Ok, nhiều thì cứ về bỏ ao nuôi thôi. Không, mình chưa có thả cá ao cái loại cá này bao giờ. Cũng không biết là có sống nữa không, nhưng mà thả. Mà dế thì mình không biết các bạn móc như thế nào, nhưng mà mình hay móc ngay cái lưng đó nè, móc trên cổ nó móc vòng xuống cái đít, vậy là mình thấy nó khó rớt nhất. Cái máy quay của mình á, cái pin nó bị chai rồi nên mình không có bật liên tục được. Mình cứ cái chỗ nào mà có cá ăn mình mới bật, các bạn thông cảm nha. Đây, mồi dế mình móc như thế này. Cá nó vừa cắn nó muốn lôi cái cần mình luôn, mà sao mình bật máy quay lên đó đó, kìa các bạn, đó đó. Đó. Ok, kéo nha. Mất cá rồi mẹ. Mà lo bật máy quay quá không có kéo. Mất rồi. Cá ăn lẹ quá. Câu lưỡi nhỏ sao nó bị trượt hoài nhỉ? Ăn phải dính chứ. Cá sáng nữa mọi người ơi. Đây có mấy loại cá là nhiều à. Mấy kia thì đây thì cũng có cá bự á, nhưng mà câu cái kiểu như mình thì chỉ dính cá nhỏ thôi. Mình cũng chủ yếu bữa nay mình đi săn cá nhỏ thôi. Cá bự câu phải câu kiểu khác. Wow. Các bạn thấy mình đi câu ở đây thế nào? Kìa cá nó ăn nữa mọi người. Mình máy quay mình sắp hết pin rồi.
Mình xin lỗi vì nhiều bạn comment kêu là dẫn các bạn đi câu thì mình xin từ chối nha, xin phép từ chối. Vì ai cũng có công việc riêng hết á. Mấy bạn nếu mà dẫn bạn đi câu thì dẫn tới khi nào cho hết. Với lại nhiều vấn đề nhạy cảm lắm các bạn, khó khó nói. Mình không có thời gian đi câu nhiều á, nên là mỗi lần đi câu thì đều phải quay quay clip lại để post lên YouTube, nên nó hơi bất tiện. Bữa trước không biết sao mình làm cái clip đây mà mình nói cái chữ để gì thực dân Pháp với đế quốc Mỹ mà mấy ông vô chửi quá trời luôn, không biết sao. Làm gì đâu mà chửi đâu, nói đúng theo thời đó. Cái máy quay mình sắp hết pin rồi, chắc tí nữa có gì cái mình lấy điện thoại mình quay lại nha. Các bạn ơi, mình vừa câu được một con cá trạch nhỏ này, đúng đối tượng mà mình mong muốn hôm nay luôn. Cá này về thả hồ nuôi thì tuyệt vời rồi. Nhưng mà cá cắn câu nữa. Các bạn mất rồi cái vậy, kéo vậy mà cũng rớt con cá nữa, trời kỳ. Lưỡi nhỏ xíu, lưỡi 11, bữa nay mình câu lưỡi 11, lưỡi xe 11 nhỏ xíu. Tại vì bữa mới câu lưỡi bự thì nó hay rớt quá. Mấy con lưỡi nhỏ không bị rớt. Các bạn, trạch này là đúng đối tượng của mình cần câu hôm nay. Nó móc như vậy là không bị ảnh hưởng gì đến cổ họng hết, cho nên là nó còn khỏe, còn bình thường. Thường thường thì chặt câu nó sẽ nuốt luôn lưỡi. Hai cái cần câu của mình lên hai con cá một lúc luôn nha mọi người, một con cá trắng với một con cá sát. Cái máy quay khốn khổ của mình nó bị chai pin rồi, nó không còn quay được nữa. Giờ mình quay điện thoại cho mọi người xem nhé. Cá sát nữa mọi người ơi. Rồi bữa nay câu xong về là có một chảo cá sát chiên giòn rồi. Để mà nhiều nhiều xíu nữa. Nhiều xíu nữa mình sẽ làm cái clip mà cá sát chiên giòn cho các bạn xem nha. Con này to nè. Cá này nó chỉ có cỡ này thôi bạn, nó không có to hơn nữa đâu. Cá này nó chỉ có cỡ như đây là nó gọi là trưởng thành rồi đó. Đây các bạn, mình vừa lên con trạch lấu cũng khá khá. Mình sợ nó rớt dưới cái mình giục hết nó lên đây luôn nè. Đó, còn không có bị nuốt lưỡi vô trong, con này là còn nuôi được nha các bạn. Đó, về nhà thả hồ hết. Mình câu mồi dế mà chặt lấu ăn luôn á. Ok. Nó nằm đây nãy giờ nó đừ rồi. Không có dậy nữa. Nó kéo quặn xuống một cái cần nhỏ nó của mình. Mình chuẩn bị về rồi mọi người, thì thành quả hôm nay là được như đây nè, mấy con cá vàng vàng xấu xấu nè, về nuôi thử coi được không nha. Nốt
mình khoe cái hồ cá của mình cho các bạn xem sau. Này mấy con vàng vàng này nè, cá bò nha, giờ thả hồ luôn. Chạch lấu nằm đi, ở nhà cũng có con chạch bự cỡ này, giờ thả cho nữa cho nó. Chạch nhà có bầu rồi, cá lăng chốt. Vàng. Ủa nãy nó vàng quá, giờ nó đen thui à. Chắc vậy. Con chạch nhỏ nữa nữa nè các bạn. Đó. Bắt hết. Rồi. Những cá sát này về chiên giòn thôi chứ nuôi gì. Cá này không có nuôi được. Đó các bạn. Thành quả của mình câu hôm nay chỉ có vậy thôi. Thì lúc nào cũng vậy, câu ở đây chỉ được vậy thôi chứ kiếm nhiều thì chắc phải phương pháp khác. Ok, để mình quăng câu thêm xíu nữa mình nghĩ ha, mình khoe trước với các bạn vậy thôi. Sợ tí nữa trời nó tới tối rồi.